Nhân vật chính của chúng ta được gọi là Sáu, một chiến binh thuộc tổ chức Kisagazi, tổ chức này chuyên thôn tính các hành tinh có sự sống để thống trị thế giới. Nhưng bên nhà ta thì lại méo có tinh thần đó, vì phần lớn thời gian của cậu chỉ dùng để trêu gẹo hai cô sếp của mình mà thôi. Nhiệm vụ lần này Sáu cần phải đi chinh phục một hành tinh gần giống với trái đất. Còn nhỏ này là nhà khoa học thiên tài số một nhất thế giới tên là Lilith và cô ta đã phát minh ra một cỗ máy dịch chuyển chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh. Cái này nhằm giúp cho tổ chức có thể chiếm các hành tinh một cách dễ dàng hơn và theo chân cậu trong nhiệm vụ lần này là một bé enjoy có tên là Alice. Nhưng con mắm này chả có kỹ năng gì ngoài một quả bom hạt nhân được gắn ở trong người cả. Và nó có thể kích hoạt phát nổ bất cứ lúc nào. Alice cũng chả ưa gì sáu, vì cô cho rằng cậu là một thằng không não. Còn sáu thì xem cô chả khác gì cục rác di động. Nhiệm vụ chính lần này là sáu cần phải xây dựng căn cứ địa và thiết lập cổng dịch chuyển để có thể di chuyển qua lại giữa hai bên. Nhưng trước khi đi thì sáu muốn ôm cô xếp của mình một cái cho ấm lòng. Nhưng cậu chỉ nhận lại cú đá đầy yêu thương từ cô ấy sau đó sáu cùng với Alice sẽ được đưa đến đó bằng cỗ máy dịch chuyển. Đúng lúc này thì Lilith tiết lộ đây là lần đầu tiên cô sử dụng cỗ máy dịch chuyển này. Sáu nhận ra bản thân chả khác gì một con chuột bạch để thử máy đâu. Cậu la hét trong tuyệt vọng, nhưng rất may cỗ máy vẫn đưa cậu và Alice đến được hành tinh đó. Nhưng cả hai lại rơi tự do từ trên trời xuống, sáu liền kêu Alice chuyển sang chế độ phi hành. Nhưng miệng nó, con mắm này chỉ có chế độ tự hủy mà thôi. Rất may sáu đã nắm được chiếc dù nên vẫn còn sống. Lúc này bọn họ đã phát hiện ra một thành phố ở gần đó, Sáu đề nghị xây dựng căn cứ tại đây rồi thiết lập cổng dịch chuyển luôn. Nhưng Alit cho biết cần phải đợi tới một tháng để không gian dịch chuyển ổn định mới làm được. Alit cũng tiêm cho 6 một mũi nano để miễn dịch với mấy bệnh truyền nhiễm ở đây. Và hiện tại bọn họ cần tìm hiểu cái hành tinh này. Theo lời của Alit thì tất cả những chiến binh của tổ chức đều phải làm những chuyện độc ác để gia tăng điểm số của mình. Và bọn họ có thể sử dụng những điểm số đó để triệu hồi những loại vũ khí hiện đại từ trái đất. Tuy nhiên đa số điểm tà ác mà 6 kiếm được chỉ đủ mang đi đổi mấy quyển sách 18 cộng ngay sau đó hai người đã bị một đám quái vật bốn chân tấn công và sáu đã lôi ra khẩu súng của mình để chiến đấu với đám quái vật đó còn con mắm alice thì ngồi một góc để xem cậu chiến đấu sáu cầu xin alice giúp đỡ nhưng cô vẫn giận cậu vì dám gọi cô là cục rác di động nhưng thấy cậu chật vật quá nên cô cũng chịu giúp và cậu dùng số điểm tả ít ỏi còn lại của mình mua cho alice một khẩu súng để hỗ trợ mình vừa tiêu diệt được bọn quái vật xong thì một nữ tướng có tên là sờ nâu đột nhiên xuất hiện và cô ấy chính là đoàn trưởng cận vệ kỵ sĩ đoàn thuộc vương quốc gờ dây thấy vậy Alice liền bịa ra một câu chuyện và nói với sờ Nâu rằng Sáu là một vị anh hùng dẫn quân chiến đấu bảo vệ người dân nhưng vì cứu cô khỏi lũ vô hại nên Sáu đã bị thương nó khiến đầu óc của cậu trở nên không được bình thường và để chữa trị cho Sáu bọn họ đã đi khắp nơi tìm để thầy cao tay chữa nhưng giữa đường gặp phải lũ quái nên cả hai đã không còn gì nữa thấy Sáu cùng với Alice không có chỗ ăn ở nên sờ Nâu đã dẫn bọn họ về Vương quốc gờ dây tuy nhiên khi bước vào thì Sáu đã nhận ra một chiếc xe tăng cũ nát đang được trưng bày theo lời sờ nâu thì chiếc xe tăng này đã có từ xa xưa nhờ có nó mà đất nước của bọn họ đã thoát khỏi diệt vong do ma thú gây ra sau đó bọn họ đã được sờ nâu đưa tới cung điện để dự kiến công chúa tizit khi nhìn thấy gái sinh một cái là thanh niên đã trưng ra cái bộ mặt dâm dê đê tiện của mình điều này càng khiến sờ nâu tin chắc rằng đầu óc của cậu đúng là có vấn đề theo lời của công chúa tizit thì vương quốc của ma tộc hiện đang gây chiến với vương quốc gờ dây và lý do là bởi vương quốc ma tộc hiện đang bị sa mạc hóa bởi một con quái vật nó có tên là sa vương ngày qua ngày bọn chiến đấu bọn họ đành phải rơi vào thế yếu khi biết cả hai có kỹ năng chiến đấu tốt nên tizit đã mời bọn họ tham gia vào quân đội của vương quốc và cả hai cũng biết được việc sờ nâu giới thiệu cả hai cho công chúa là để lập công vì sờ nâu thực chất là một con mắm cực kỳ hám danh hám lợi đang đi qua khu vườn thì bọn họ đã nhìn thấy một khối lập phương vô cùng hiện đại đang nằm giữa cung điện theo lời sờ nâu thì đây là một cỗ vật gọi mưa của vương quốc nhưng nó đã bị hỏng Alice khi nhìn cỗ máy này cũng là hàng công nghệ thì cô đã giúp bọn họ sửa lại nó. Sơ nâu thì rất đắc chí vì nghĩ chuyến này công trạng của cô lại được tăng lên rất nhanh. Lúc này Alice đã khởi động lại cổ máy và cần phải thiết lập lại mật khẩu mới. Nhưng Sáu lại đặt mật khẩu mới cho cỗ máy là lễ hội con cờ. Mục đích thanh niên này làm vậy là vì khi khởi động cỗ máy thì công chúa phải đọc mật khẩu trước toàn dân. Lúc đó cậu sẽ được cộng kha khá điểm tê ác. Nhưng chưa vui được bao lâu thì công chúa Tizid đã đứng đằng sau và nghe hết mọi chuyện. Thế là Sáu và Alice đã nhanh chóng bị bắt lại vì tội chơi ngu. Nhưng nhờ có công sửa được cỗ máy nên Đức Vua đã tha cho bọn họ lần này. Công chúa Tizit cũng xin nhà vua để sáu cùng với Alice về dưới trướng cô vì cô cần họ. Đức vua nghe xong cũng chấp nhận vì ông là một người chiều con gái. Nhưng Sờ Nâu thì nhất quyết không cho sáu về dưới trướng công chúa. Tuy nhiên cậu đã nhắc lại việc trước đó rằng Sờ Nâu sẽ chịu hết mọi trách nhiệm khi sáu cùng với Alice sửa cổ máy gọi mưa. Thế là bị thanh niên sáu bị chơi cho một vố đau điếng. Công chúa Tizit đã cho phép sáu thành lập một đội đặc nhiệm tinh nhuệ do cậu chỉ huy. Nhưng lực lượng hiện tại của vương quốc chỉ còn những cô gái và các cụ già ở độ tuổi gần đất xa trời vì chiến tranh với ma tộc nên hầu hết đàn ông đều đã đi ra chiến trường tuy nhiên alice đã chọn ra được hai thành viên có tiềm năng nhất trong toàn bộ lực lượng của vương quốc tuy nhiên cả hai người đó cũng méo bình thường người đầu tiên là một cô bé có tên là dâu với khả năng hấp thụ sức mạnh của mọi sinh vật sống bằng cách ăn chúng nhưng sáu dễ dàng thuần hóa được con bé vì cô bé là một kẻ rất ham ăn còn người thứ hai là một nữ phù thủy ngồi xe lăn tên là gờ jim và cô có khả năng nguyền rủa mọi thứ thấy thanh niên sáu có vẻ ngầu lòi nên gờ định đi rắc ít thính cho sáu một chút nhưng ai ngờ thanh niên đớp thính luôn thế là gờ jim vừa khóc lóc vừa bắt sáu chịu trách nhiệm vì cậu đã nhìn thấy pan su của cô ấy sau đó sáu cùng sờ nâu đã cãi lộn với nhau để tranh giành quyền chỉ huy quân đội thế là cả hai quyết định sống mái một trận thì sáu đã tấn công sờ nâu bằng đòn bóp bưởi mà cậu đã luyện từ rất lâu và giành được chiến thắng sờ nâu vô cùng tức giận đòi chém sáu thành từng khúc nhưng công chúa tizit đã ra mặt nhờ vậy mà sáu không phải vào thùng sốt nữa rất nhanh quân đội của sáu cũng đã bước vào trận chiến đầu tiên sau đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy quân đội cứ đâm đầu thẳng vào quân trại địch mà không có một chiến thuật nào nên sáu đã đề nghị mọi người vòng ra sau để đánh úp quân hậu cần của bọn địch vì quân đội ma tộc dù có mạnh tới đâu thì vẫn sẽ phải rút lui nếu như không có đủ lương thực còn việc giải quyết mớ lương thực đó thì cứ để dâu lo hết còn sờ nâu thì chỉ lo kế hoạch thất bại rồi cô sẽ bị giáng chức và không có tiền thưởng mà thôi kế hoạch cũng được triển khai sáu đã sử dụng bộ mặt bẩn bựa của mình cùng với alice cầm vũ khí bắn nát tim địch khiến toàn bộ quân hậu cần của kẻ địch phải cong đít bỏ chạy sau đó dâu đã dùng lửa thiêu dụi hết đống lương thực của bọn địch nhưng một trong tứ thiên vương của ma vương có tên là hay ni đã xuất hiện để đối đầu với bọn họ cơ mà sáu chẳng quan tâm lắm còn lấy máy ảnh ra chụp hình rất khí thế khi nghe hay ni nói việc đầu quân cho ma tộc thì sẽ được hưởng chế độ ưu đãi thì sáu đã ngay lập tức xin được đổi phe cũng chính vì thế mà cậu chỉ làm lính mà méo làm tướng được đó nghe vậy cậu liền quay xe và kêu sờ nâu và dâu cùng nhau chiến đấu nhưng hai con mắm này một người thì sợ hư kiếm một người thì sợ không dám lên còn gờ thì ngồi một góc ngủ say sưa mà bất cần đời luôn thế là chỉ có cậu và alice chiến đấu với hayni tuy nhiên một tên tứ thiên vương khác có tên qua đang cần bỗng xuất hiện ngay sau đó và hắn đã đánh nát thủ cấp của gờ ngay trước mặt tất cả mọi người còn hayni thì không ưa gì tên này nên cô đã bỏ đi mặc hắn xử đám người của sáu nhưng bọn họ đã tức giận khi thấy gờ ra đi không kịp ngáp mà sờ nâu cũng lao lên tấn công liên tiếp để trả thù cho gờ nhưng hắn ta lại đột nhiên rời đi khi nhận được một thông báo khẩn cấp từ phía quân đội ma tộc trong khi sáu đang đau buồn trước cái sự ra đi của gym thì sờ nâu cho biết rằng cô ấy vẫn còn sống bởi vì cô ấy vốn có dòng máu của quái vật và là tín đồ của một vị thần cai quản sự sống và cái chất có tên là gen lazit thế nên chỉ cần thực hiện một vài nghi thức là cô ấy sẽ được hồi sinh sau đó mọi người đã quay về còn sáu vẫn ở lại bên cạnh gym để chờ cô ấy hồi sinh và ngay khi tỉnh lại thì gym đã khá bất ngờ vì sáu lại đợi mình vì trước giờ ai ai cũng kỳ thị và chỉ xem cô như là công cụ tự hủy trong chiến đấu nên gym đã đề nghị sáu dẫn mình đi hẹn hò thế là sáu liền đồng ý rồi đẩy gym chạy khắp nơi để phá hoại các cặp đôi yêu nhau và trong buổi hẹn hò đó thì sáu biết được rằng nếu như gym nguyền rủa một người nào đó thất bại thì lời nguyền sẽ bị phản tác dụng và bật ngược lên người cô ấy và đó cũng chính là lý do mà gym không thể đi lại được bằng chính đôi chân của mình nhờ chiến thuật đánh phá quân hậu cần nhằm cắt đứt nguồn lương thực cung cấp cho ma tộc của sáu nên toàn bộ lực lượng của ma tộc đã phải rút lui ngay lập tức nhưng có vẻ như các quan chức của vương quốc lại không tin cậu và cho rằng cậu cùng với đồng đội là một lũ phế vật thế nhưng sáu vẫn rất bình tĩnh và vả vào, vào mặt mấy lão già có mặt ở đó rằng sự thật là cậu và đồng đội của mình đã đánh đuổi được quân ma tộc nhà vua và công chúa tizit cũng rất biết ơn sáu và cho rằng cậu là dũng sĩ vì truyền thuyết kể lại rằng khi con người bị uy hiếp từ ma vương thì dấu ấn sẽ xuất hiện trên tay người được chọn sáu không che giấu nữa và tiết lộ mình chính là người được chọn nhưng công chúa Tizit cho biết cái dấu ấn trên tay sáu là chất độc do loài côn trùng cực độc gây ra. Thanh niên lập tức nổi điên lên rồi kêu cứu, và công chúa Tizit nói rằng hoàng huynh của cô ấy đã là người được chọn nên cậu bớt mơ mộng đi. Sau khi ra bên ngoài thì cậu lại thấy dâu đang rất sợ sệt Alice, vì Alice biết dâu sẽ thừa hưởng thông tin di truyền từ những thứ ăn vào, nên Alice định cho dâu ăn con châu chấu để có được sức mạnh tối thượng. Điều này khiến dâu phát hoảng vì bé nó rất sợ côn trùng á, không chần chừ sáu liền giữ dâu lại để Alice đút cho bé nó ăn nói a à đi nào ngon lắm nếu không đủ để chị đi bắt thêm cho sau một màn tra tấn lẫn thể xác và tinh thần sau thắc mắc về việc tại sao dâu lại chịu làm cho quân đội thay vì tự do bên ngoài hóa ra dâu được tìm thấy ở một phế tích và ký ức trước đó cũng mờ nhạt chỉ còn lại một phần về người ông đã tạo ra cô cùng với viên đá thần kỳ có thể làm được bất cứ điều kỳ diệu nào nhưng không may trong quá trình nghiên cứu người ông của cô đã đụng phải bí thuật cấm và thiệt mạng dâu làm việc cho quân đội vì bọn họ đã hứa sẽ cho cô biết kết quả nghiên cứu di tích đó Sáu nghe phát là biết bé nó bị lừa rồi Nên cậu đã thực hiện công tác tư tưởng cho dâu Alice cũng tiếp một tay Thế là dâu không muốn cũng phải gia nhập cái tổ đội bất ổn này mà thôi Sau khi trở về phòng thì Sáu đã phàn nàn với Alice rằng Từ khi tới nơi này cậu vẫn chưa kiếm được dàn ha gem nào cho mình Đẹp trai cũng có, mạnh mẽ cũng có Với lại vừa lập công cho cái vương quốc này sao chả có em nào tới tìm vậy Đang tranh cãi với Alice về mấy chuyện bẩn bựa thì sờ nâu đã ở bên ngoài nghe hết Và cô nói mình tới đây để kêu cả hai đến hội nghị tác chiến trong cuộc họp thì tình thế hiện tại cũng khá phức tạp các dũng sĩ khi tiến vào bên trong một tòa tháp của ma tộc đã liên tục thất thủ nên mục tiêu của bọn họ hiện tại chính là đánh chiếm tòa tháp đó và khi này lão già tham ưu đã bị sáu nhục mạ lần trước đã đùn đẩy việc này cho cậu không ngần ngại sáu đề nghị mọi người sẽ chiếm lấy tầng một rồi sau đó nhóm lửa tại đó và biến chúng trở thành thịt hun khói vì tòa tháp có hình xoắn ốc nhưng các vị tướng đã từ chối vì những dũng sĩ như bọn họ không bao giờ chơi bẩn như vậy vì vậy sáng hôm sau khi trận chiến diễn ra sáu đã từ chối tham gia chiến đấu với quân đội của vương quốc vì cậu cho rằng dù bây giờ có đi giúp đi nữa thì méo thắng nổi vì lực lượng quá chi là đông nhưng bọn họ lại thích đấu trực diện thì cậu cũng bó tay chấm com sờ nâu vô cùng tức giận và cho rằng sáu là kẻ hè nhát rồi bỏ đi chiến đấu luôn nhưng chiều đó cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và sờ nâu đã vác cái thân tàn tạ quay về trong khi đó gzym đã mơ ngủ và cô đã thấy cảnh tượng bẩn bựa gì đó về sáu cùng với sờ nâu điều này khiến cho sờ phải vội vã đánh thức cô dậy sau đó sáu đã lợi dụng lúc hỗn loạn rồi dùng máy để bắn đinh lên tường rồi từ đó cậu leo lên trên đỉnh tòa tháp đang leo giữa chừng thì sờ nâu đột nhiên cảm thấy mất sức lực vì trước đó lúc chiến đấu với lũ ma tộc cô đã vung lố tay nên sáu đành phải cõng cô ấy và khi cô ấy áp sát người vào sáu thì thanh niên hết sức là sung sướng vì hai quả bưởi của cô to quá trời khi leo lên được đỉnh tháp sáu cùng với mọi người đã lẻn vào phía sau lưng của hai tên chỉ huy tòa tháp và trong khi bọn chúng đang tự đắc thì sáu đã lao ra đá tên đầu dê rơi xuống phía dưới Tiếp đó cậu đã dùng tên đầu dê để làm con tin ép tên đầu bò phải đứng yên không được cử động. Nếu không cậu sẽ ném đá xuống tên đầu dê, khiến hắn rơi xuống dưới. Lúc này Sáu đã bắt mọi người dùng đá để ném cho tên đầu bò kia ngất xỉu luôn. Sau khi trèo được trở lại lên trên thì đầu dê thấy đầu bò đã bị Sáu đánh bại. Và Sáu đã yêu cầu đầu dê phải dùng tiền để trục lại thằng bạn của mình. Điều này khiến cho ai nấy cũng đều ngán ngẩm về mức độ chơi bẩn của Sáu. Quay trở lại thành phố Sơ Nâu đã trả cho Sáu phần thưởng chiến công lần trước và lần này bằng một túi vàng to bự trà bá. Khi biết được số tiền này có thể để một gia đình sống thành thơi suốt một năm thì Sáu quyết định bỏ nghề điệp viên và sẽ sống luôn ở đây. Một lúc sau Sáu cùng với Sờ Nâu đã được Tổng tư lệnh khen ngợi vì giành được chiến thắng ở tòa tháp. Và bọn họ lại tiếp tục nhận được một nhiệm vụ mới đó chính là đi ngăn chặn đoàn quân của Haney. Nhưng Sáu có hơi do dự vì ý kiến này là của lão già tham mưu luôn ganh ghét cậu. Nhưng Sờ Nâu muốn cậu nhận nhiệm vụ này vì nếu trận này thắng lợi thì phần thưởng hay thăng tiến ta nói miễn bản luôn. Rất nhanh bọn họ đã chuẩn bị lực lượng quân đội để nghênh chiến với đoàn quân ma tộc do Hayni chỉ huy sau biết rõ bọn họ chỉ là con tốt mà lão già tham mưu kia muốn bọn họ đi nộp mạng thế nên alice đề nghị cứ đánh lấy lệ rồi rút lui không cần phải dùng hết sức rất nhanh đội quân do hayni chỉ huy cũng xuất hiện trong đó một con gờ lem siêu to khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên phía của hayni nhưng chưa kịp ra lệnh thì cả đội quân đã chạy đi đánh lũ tép diêu và giao lại việc đối đầu với con gờ lem cho nhóm của sáu tuy nhiên mọi người lại tiếp tục đùn đẩy lấy cớ từ chối chiến đấu với con gờ lem đó thế nên sáu đành phải đứng ra đối đầu với nó cậu liền lao tới đấm nó một cú nhưng quên là nó làm bằng đá nên sáu đã ôm cái tay của mình vì quá đau không bỏ cuộc sáu liền lao lên đá nó một cú nhưng đổi lại cậu bị nó dùng hai tay đè xuống như núi đè luôn không còn cách nào khác nên sáu đã quyết định gỡ bỏ hết giới hạn sức mạnh của mình và Alice đã lao lên gắn một quả bom lên con glem rồi kích hoạt khiến nó nổ tung ngay lập tức sau khi gỡ bỏ giới hạn của mình thì sáu đã bị tác dụng phụ là bất động trong vòng 3 phút nên cậu đã nhờ mọi người bảo vệ mình trong khoảng thời gian này nhưng hay ni đã nhanh chóng xuất hiện để đối đầu với mọi người nên mọi người đã phải chiến đấu với cô ta cho tới khi sáu có thể cử động trở lại còn con báo sờ nâu thì khóc lóc om sòm vì thanh kiếm mới mua của cô đã bị hay ni dùng ma pháp đánh cho tan chảy sáu liền nhắc nhẹ cô đừng làm loạn vì hiện tại cậu không thể cử động nhưng con báo này lại la làng lên để hay ni phát hiện đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu khi hay ni chuẩn bị tung đòn kết liễu sáu thì jim đã thi triển lời nguyền lên hay ni khiến cô ta không thể cử động ba phút cũng đã trôi qua sáu đã có thể cử động trở lại thấy tình thế bất lợi hay ni liền đề nghị sáu gia nhập ma tộc ở đây lương thì trả gấp ba nhà ngoài ra còn có mấy em rất xinh tươi nữa sáu nghe thế liền đồng ý ngay và luôn trong lúc xém dụ được sáu thì sờ nâu đột nhiên lao lên chém bay mất một viên ngọc của hay -ni. cô ta ngoan ngoãn xin lại nhưng gờ Jim đã phát hiện ra đó chính là đạo ma thạch một vật xúc tác để ma pháp sư dùng được ma pháp nó cũng chính là cội nguồn sức mạnh tứ thiên vương của hay ni Thế là Hayni đã phải làm người mẫu cho sáu chụp ảnh nghệ thuật để có thể xin lại được viên đá của mình. Đám thuộc hạ của Hayni thì xịt keo cứng nhắc khi thấy thủ lĩnh của mình lại làm mấy trò con bỏ thế kia. Còn Sơ Nâu no thì rất khoái chí vì đã trả thù được cho thanh kiếm của cô đã bị Hayni phá hủy. Nhưng chụp xong được bộ ảnh rồi thì sáu loại nuốt lời đếch chịu trả lại. Nếu muốn thì cứ việc đến lấy nhưng sáu lại để viên ma thạch đó ngay chỗ đó của mình. Hayni nhìn nó trong sự bất lực vì thằng sáu này quá chi là bẩn bựa. Thế là Hayni đành phải rút quân trong khi đang rất cay cú thanh niên sáu. Tối hôm đó mọi người đã có một buổi nhậu hết sức là vui vẻ để ăn mừng chiến thắng. Nhưng sáu nhậu hơi quá chớn nên Sờ Nâu đã vác cậu về lại phòng. Khi quay về thì Sờ Nâu đã gặp lão già Miu Mô. Lão ta dụ dỗ Sờ Nâu quay về đội kỵ sĩ đoàn của Vương quốc. Nếu cô chịu phối hợp với lão tìm chứng cứ chứng minh sáu chính là gián điệp. Nhưng cô không định làm vậy vì dù sao mọi người cũng đã trở thành một nhóm. Tuy nhiên cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của sáu cùng với Alice và cô ấy đã biết được việc hai người bọn họ chính là gián điệp được cử từ nơi khác tới mặc dù tội làm gián điệp chắc chắn sẽ bị xử tử nhưng sờ nâu vẫn chỉ đuổi hai người bọn họ ra khỏi lâu đài này mà thôi mặc dù bị đuổi nhưng sáu lại rất vui và bọn họ đã thuê tạm một phòng trọ để ở và mục tiêu hiện tại của cả hai là lắp đặt máy dịch chuyển để chịu tập các chiến binh xâm chiếm hành tinh này nhưng sáu có hơi do dự vì dù sao cậu cũng đã quen với chỗ này alice cho biết rằng có một đội quân cực kỳ đông đảo của ma tộc sắp tiến đánh vương quốc ban đầu sáu còn rất hưng phấn vì cậu muốn sờ nâu nếm mùi thất bại nhưng khi nghe Alice nói về lý do sờ nâu no đuổi họ đi thay vì tử hình là vì cô ấy đã phát hiện bọn họ là gián điệp nên sáu quyết định là sẽ tích thêm điểm tà ác để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới tuy nhiên điểm của sáu chỉ gia tăng khi làm việc xấu nên sáu đã ra ngoài vào buổi tối để dọa gái nhà lành nhưng số thanh niên lại gặp một con mắm muốn cậu vào việc luôn mới ảo chứ tuy nhiên chưa kịp làm gì thì cậu đã vô tình gặp phải sờ nâu no và dâu đang đi tuần sờ nâu no liền mắng cho sáu một trận vì cái tội biến thái dâu cũng thắc mắc tại sao sáu lại rời khỏi quân đội vì sờ nâu no không hề nói chuyện của cậu cho ai biết sáu liền nói do sờ nâu no cứ suốt ngày quấy rối cậu nên cậu chịu không nổi mới rời đi và sáu còn kêu dâu hãy phát tán tin này ra cả vương quốc biết ô hay làm méo có chuyện đó đồn đại sằng bậy vậy sáng hôm sau mọi người trong vương quốc đều đồn đại sáu chính là kẻ biến thái chuyên kéo khóa quần hoa rát sờ nâu là người đã lan truyền việc đó sáu rất cây cú mà chạy về nhưng alice cũng kêu cậu là biến thái kéo khóa quần luôn cô cũng công nhận sự cố gắng của sáu và cả hai đã dùng chiến thuật du kích để đánh trận này. Tối đó sáu cùng với Alice đã đi đào hố và đặt địa lôi trên tuyến đường mà quân ma tộc có thể đi qua. Mục đích là để làm nổ tung chúng trước khi chúng tiến đánh vương quốc. Trên đường trở về thì bổng người dân đang bàn tán chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Hỏi ra thì biết được dũng sĩ hiện tại đã bị mất tích. Có vẻ dũng sĩ đã truy đuổi một tứ thiên vương tên phầu. Nhưng dũng sĩ đó đã dính phải ma pháp dịch chuyển ngẫu nhiên của ma tộc và tỷ lệ sống sót là vô cùng nhỏ nhoi. Sau một hồi phân tích thì theo như truyền thuyết dũng sĩ sẽ trải qua một kiếp nạn cực lớn rồi sau đó mạnh mẽ lên mà vượt qua và sau cùng là đánh bại ma vương nhưng trận chiến ở tòa tháp lần trước chính là kiếp nạn của dũng sĩ phải vượt qua tuy nhiên sáu đã làm hộ dũng sĩ nên giờ đây dù đẩy lùi được quân ma vương nhưng cũng không có tác dụng gì thế nên sáu và alice quyết định chuồn khỏi nơi này trong lúc chuẩn bị hành lý thì công chúa tizit đột nhiên đi tới gặp sáu cùng với alice để nói chuyện cô biết sáu chính là gián điệp của nước khác cử đến nhưng cô không bắt cậu lại tra khảo mà chỉ muốn cậu làm một chuyện Tizit cho bọn họ biết rằng vương quốc này có thể sẽ bị hủy diệt trong cuộc tấn công sắp tới của ma tộc, nên cô ấy muốn bọn họ hãy ở lại đây để chứng kiến thời khắc cuối cùng của vương quốc này. Sau đó hãy kể lại cho vương quốc của Sáu biết về sự tồn tại của vương quốc dây và hiểm họa của ma tộc. Tối đó Sờ Nâu cùng với Dâu và Gjim cũng đến tìm Sáu. Cậu khuyên bọn họ nếu đánh không lại thì chạy, vì ngày mai cậu và Alice sẽ rời khỏi nơi này. Dạng sáng ngày hôm sau toàn bộ binh sĩ của vương quốc dây đã được tập hợp lại để tử chiến một trận cuối cùng với ma tộc và đội quân ma tộc dưới sự chỉ huy của hai tứ ma vương hay ni và Dan cần đã tiến sát đến biên giới của bọn họ nhưng những quả địa lôi mà sáu đã đặt hôm trước đã phát huy tác dụng và tiêu diệt được rất nhiều glem của ma tộc còn hay ni thì rất cay cú vì bị sáu cho ăn cú lửa khi quân đội ma tộc tiến đánh đến lâu đài sờ nâu đã nhờ gzym thực hiện một lời nguyền để giữ chân bọn người đá lại khi này hay ni tấn công gzym thì dâu đã lao ra để bảo vệ cho cô ấy và gzym đã nguyền rủa hay ni ngay sau đó nhưng nó lại méo có tác dụng lúc này tên Dan cần cũng xuất hiện dâu lập tức bay lên tấn công hắn nhưng hắn đã nắm chân cô mà quăng vào tường sau đó hắn định tấn công sờ nâu nhưng dâu đã sử dụng ngọn lửa của mình để ngăn cản hắn ta lại sờ nâu đi ở lại cản hắn ta nhưng gờ cùng với dâu khuyên cô hãy chạy về lâu đài để hỗ trợ sáu đưa công chúa tizit rời khỏi nơi này trong khi đó sáu đang cố gắng kéo công chúa tizit trốn khỏi lâu đài nhưng mới chạy xuống thì bọn họ đã gặp sờ nâu cô cầu xin sáu cùng với alice hãy cứu lấy gờ và dâu cùng vương quốc này Tuy biết vậy nhưng cậu không thể làm gì vì số điểm tà ác chỉ đủ để chạy khỏi nơi này. Nhưng thấy Sờ Nâu thành tâm cầu xin Sáu cũng đồng ý giúp đỡ. Sáu liền kêu Alice mua khẩu súng bắn tỉa bằng số điểm tà ác còn lại. Nhưng tối qua do cậu đã mua mấy thứ tiêu khiển nên số điểm hiện tại méo đủ để mua. Tình thế cấp bách nên Alice đã kêu Sáu xuống dưới đấm cho nhà vua vài phát để lấy điểm tà ác. Nhưng Sờ Nâu và Tizit đã cản cậu lại vì nhà vua đã tuổi cao sức yếu. Khi biết chỉ cần Sáu làm hành động mà người khác không muốn là sẽ có điểm tà ác. Sờ nâu tình nguyện để sáu làm gì mình cũng được. Sáu định hôn sờ nâu nhưng do quá hồi hộp nên cậu đã lỡ tay tuột luôn cái pan su của cô ấy xuống. Mặc dù hơi vụng về nhưng sáu vẫn tích đủ điểm để mua một khẩu súng ngắm cực cháy. Sáu đã dùng khẩu súng đó để tiêu diệt hết toàn bộ những con gờ lem của quân đội ma tộc. Nên qua đan cần cùng với hay ni đã dẫn theo một số thuộc hạ bay thẳng đến chỗ của sáu. Bọn chúng liền tấn công sáu cùng tất cả mọi người. Nhưng Alice đã giúp cậu triệu hồi ra một cái cưa cực bá được cộng mắc chỉ số ngay sau đó sáu đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình rồi lao lên chiến đấu với đám ma tộc cậu đã điên cuồng chém nát toàn bộ cơ thể của hoa đang cần và lũ thuộc hạ sờ nâu cũng mém xuống hố với sáu luôn vì cậu cứ chém lia lịa mà méo biết địch hay ta hay ni thì rén lắm vì chỉ có cô còn sống nhưng sáu không muốn ra tay với cô và hai bên đã chấp nhận đình chiến trong một tháng khi cuộc chiến kết thúc thì sờ nâu đã tặng cho sáu một nụ hôn thay cho lời cảm ơn và cô còn nghĩ sáu đang thích mình nên cô sẽ xem xét lại việc đó nhưng sáu chỉ xem cô như món hàng mà chơi thôi còn thích thì anh đây không hề nhé sờ nâu liền điên tiết lên rút kiếm ra chém túi bụi sáu cho bằng được nhờ vào chiến công cứu cả vương quốc này nên sáu cùng với alice đã được quay trở lại cung điện để làm việc mặc cho xuất thân của bọn họ có như thế nào đi chăng nữa sau khi biết mọi chuyện của lão tâm cơ hại mình sáu cùng với alice đã gặp lão ta và dùng băng dính lấy đi mớ tóc còn lại trên đầu của lão luôn vài ngày sau đó tổ chức đã liên lạc cho sáu và cậu đã trách bọn họ về vụ việc dịch chuyển lần trước rõ ràng tỷ lệ thành công dưới 50%. mươi vậy mà bắt cậu sử dụng xém tí là mất bà cái mạng này rồi sau yêu cầu cô sếp của mình phải đền bù cho cậu thật thỏa đáng chính là cậu và cô ấy phải kết hôn với nhau ê ê cậu nói gì vậy hả có biết người ta thích lắm không á bỏ qua chuyện đó tổ chức đã gửi một anh chàng người hổ để hỗ trợ cho sáu cùng với Alice. mới gặp nhau cả hai đã đòi solo sờ kêu để xem thằng nào mạnh hơn mới sờ kêu đầu thì sáu đã vô tình làm gãy thanh kiếm mà cậu mượn được từ sờ nâu Alice nhanh trí kêu sáu hãy dùng cơm nguội dán lại và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sờ Nâu bất ngờ tìm đến sáu để đòi lại thanh kiếm mà cậu đã lấy trộm. Sáu liền lấy lý do thanh kiếm của Sờ Nâu đã rất dũng cảm đấu với Ma Vương nên nó đã hy sinh. Một lý do hết sức thuyết phục. Sờ Nâu thì khóc hết nước mắt khi nhìn thấy thanh kiếm đắt tiền của mình bị gãy làm hai. Tuy nhiên khi được anh người hổ tặng cho một thanh katana thì Sờ Nâu đã quay xe vui vẻ trở lại rồi ôm chầm lấy anh. Nhưng anh hổ chỉ thích mấy bé loli con thôi. Chứ con mắm này chỗ lồi chỗ lõm thì anh đây méo hứng thú. Tối đó tại quán rượu mọi người cũng biết việc Sáu cùng với Alice được gửi tới đây để điều tra thế giới này. Alice đã nhờ Sơ Nâu một chuyện và hứa sẽ trả công cho cô ấy. Hôm sau Sơ Nâu đã dẫn bọn họ vào trong một khu rừng để tìm tìm hiểu về các loài động thực vật ở đây. Bọn họ đi một hồi thì thấy xác của một con rắn đang bị treo lơ lửng. Sơ Nâu biết đây là hành vi đánh dấu lãnh thổ của tộc Kakiwazi và bọn chúng sẽ tấn công con mồi bằng vũ khí nguyên thủy. Mới nói xong một cây diều liền sượt ngang mặt Sáu khiến cậu la làng mà chạy mất dép. Khi cậu quay lại thì nhận thấy bản thân đã bị lạc khỏi hai cô gái. Trong lúc đang hoang mang thì một con tôm khổng lồ xuất hiện đằng sau sáu khiến cậu hết cả hồn. Nhưng con tôm này không có ý định thù địch và đang bị thương, nên sáu quyết định là sẽ kết bạn với nó. Đang lúc tình thương mến thương, thì sờ nâu bỗng dưng lau ra chém con tôm đó ra làm hai, rồi đem về làm tôm nướng phô mai luôn. Mọi người thì thưởng thức thịt tôm rất ngon lành trong sự thương tiếc của sáu. Sau đó Alice và Grim đã tranh cãi nhau về việc một bên tin vào khoa học, một bên tin vào thần linh nên cả hai đã kéo ra bên ngoài để chứng minh bản thân mới là người đúng còn sáu thì méo biết tại sao bản thân lại đi ra đây xem hai con mắm này làm mấy trò rửa hơi nhưng khi cần xuống tay với một con thỏ để gọi thần linh ra thì gờ méo làm được thấy vậy alice liền giúp một tay cho nhanh ấy ấy đừng manh động tôi lấy cái này thay thế cũng được này sau đó gờ đã thực hiện nghi thức gọi thần linh mà cô ấy tôi dùng ra cho sáu và alice xem ôi đúng là trùng cuối mà thật là khủng khiếp nhưng thứ được gọi tới là một chị gái ác ma ngực tấn công mông thì phòng thủ Cô ấy sẽ hoàn thành nguyện ước của người thỉnh cầu. Dù là gì thì cô ấy cũng sẽ thực hiện được. Sáu liền kêu cô à ác ma biến mình thành vị vua có giàn ha gem bao quanh. Thế nhưng sáu phải dùng linh hồn của mình để đánh đổi. Đang định giới thiệu tên mình thì Alice đã nắm lấy tấm vải chứa vòng tròn ma thuật mà rũ điên cuồng. Alice cũng nhận ra và hỏi cô ác à ma về bản thể thật sự ở đâu, vì đây chỉ là ảnh chiếu 3D mà thôi. Alice nghi ngờ cô ta là kẻ lừa đảo nên cô à ác ma đã tức điên lên mà tấn công. Nhưng do Alice là người máy nên méo có tác dụng thấy thế cô ta sẽ hoàn thành nguyện ước của Alice. Thế là Alice đề nghị cô ta tạo hai ba hành tinh có con người sinh sống, cô ả à nghe xong thì khóc thét, mới thế đã sợ rồi ả à cưng. Nếu không được thì tiêu diệt toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này đi, bao gồm ma vương ma tộc ma thú ba la ba la nữa. Thầy có nhiêu đó mà cô ả à vẫn không làm được, Alice liền kêu cô ta giúp mình sửa nhà vệ sinh, vì hiện tại nó đang bị tắc. Cô ta tức quá mà biến về hình dạng nguyên thủy là một ác ma, rồi xin lỗi Alice và chạy mất dép luôn. Trong khi đó công chúa Tizit đang cố gắng kích hoạt cỗ máy gọi mưa bằng mật khẩu bẩn bửa do sáu đặt ra. Ngay sau đó mọi người đã cùng nhau đi tới vương quốc Cờ Dít bằng con xế hộp mà sáu mới tậu được. Vừa mới tới bọn họ đã được người của vương quốc Cờ Dít tiếp đãi rất chú đáo. Tối hôm đó hoàng tử của vương quốc Cờ Dít đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi đoàn sứ giả. Ngoài sáu và Alice là bình thường thì ba con mắm kia chả có ai chịu ngồi yên. Gờ Jim thì liên tục tìm mấy anh đẹp ra để rắc thính. Còn sơ nâu thì đang ảo tưởng mình sẽ trở thành hoàng phi của vương quốc này mới ảo chứ. Alice và Sáu cho rằng Sơ Nâu no sẽ vỡ mộng vì tên hoàng tử này vô cùng xấu, bụng thì phệ, đầu thì vào cọng tóc, đặc biệt là rất háo sắc. Nhưng khi nhìn thấy hoàng tử xuất hiện thì Sơ Nâu no vẫn bất chấp sự xấu đó mà quyến rũ để được làm phi tần. Điều này khiến cho cả hai nhận ra rằng con mắm này sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, miễn đối phương có tiền là được. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ mới bắt đầu khi biết ông ta chả có hứng thú gì với mình, thì Sơ Nâu no đã quay xe chửi ông ta là đồ háo sắc. Còn Gơ Jim thì đang nguyền rủa một tên quý tộc khi biết người ta đã có vợ nhưng lúc đầu cô méo thèm hỏi mà cứ chủ động gạ người ta mới ác chứ khiến sáu và alice nhìn mà bất lực với ba con mắm này luôn trong khi ba con mắm làm loạn phía trên thì sáu cùng với alice đã lẻn xuống tầng hầm của cung điện và bọn họ đã vô tình đụng độ phải một tứ thiên vương khác của ma tộc có tên là giác ở đây nhưng sáu đã nhanh chóng tóm được thằng nhóc đại tướng đó tuy nhiên hay ni đột nhiên xuất hiện thì sáu liền lao thẳng về phía cô ta và cậu đã bắt trói lại rồi dở đủ trò để tra hỏi cô ta alice nhìn mà không phục sáu luôn cô muốn sáu bộc lộ bản chất đê tiện cặn bã rất nhanh điểm tạ ác của sáu cũng liên tục tăng lên khiến sáu rất đắc chí rồi bóp nắn đủ kiểu ngay sau đó sáu đã giận dữ chạy đi tìm tên hoàng tử để chất vấn ông ta việc đất nước này đang bán thủy tinh thạch cho ma tộc ông ta cũng thừa nhận việc đó bọn họ đã ký hiệp ước bán thủy tinh thạch cho ma tộc đổi lại vương quốc sẽ không bị ma tộc tấn công khi này hay ni cũng xuất hiện cô ta cho rằng điều này không có gì sai hết thấy vậy sờ nâu đã sử dụng mỹ nhân kế để cầu xin hoàng tử hay ni cũng không chịu thua và cả hai đã diễn ra màn kéo co vô cùng gây con nhà bà cấn nhưng không ngờ là vị hoàng tử này lại bị bất lực nên cách làm của bọn họ không có tác dụng thấy ông ta cứ nhìn trầm trầm mình sáu liền nghĩ ông ta lại là giới tính thứ ba và đó chính là đặt con hàng của cậu ngay trên đầu của hoàng tử luôn khiến cả đám phải trầm trồ thế là hành động vô lễ của sáu đã khiến vương quốc gờ liên minh với ma tộc để tuyên chiến với vương quốc gờ dây luôn nhưng thê thảm nhất là sờ nâu vừa mới được lên chức bây giờ lại bị sáu làm cho mất chức và để chuẩn bị cho chiến tranh sắp diễn ra thì cần có thời gian chuẩn bị nên hiện tại bọn họ cần nhất đó chính là nước vì vương quốc không thể cầm cự đến lúc chiến tranh diễn ra thế nên công chúa đã bắt nhóm của sáu phải đi tới lãnh địa của sa vương để truy tìm một loại quả có tên là quả nước và nhóm của sáu đã ngay lập tức lên đường tiến vào lãnh thổ của sa vương rất nhanh bọn họ đã tìm được một đống quả nước và hái đầy một túi lớn sờ nâu thì rất vui vì việc cắt chức sẽ bị bãi bỏ nhưng chưa kịp rời khỏi đó thì sa vương lại đột nhiên tỉnh dậy với hình dạng là một con chuột chuỗi khổng lồ sáu nhận ra mấy quả nước mà bọn họ vừa lấy được là một phần trên người của sa vương ngay lập tức Sa Vương đã lao về phía chiếc xe của bọn họ với một tốc độ chóng mặt, nên Alice đã yêu cầu tất cả mọi người nhảy ra khỏi xe để tránh đòn tấn công đó. Chiếc xe cùng với đống quả nước khó khăn lắm bọn họ mới hái được đã bị chôn vùi trong cát sau đoàn tấn công vừa rồi của Sa Vương. Thế là cả nhóm đã phải quốc bộ ở trên sa mạc để tìm đường quay trở lại Vương quốc gờ dây. Tuy nhiên cả đám đã đi mấy ngày đường mà bọn họ vẫn chưa tới nơi, trong khi cả đám đã kiệt sức và thức ăn đã gần cạn kiệt. Chỉ còn lại mấy bộ phận của tộc óc nên bọn họ đành nấu lên ăn tạm nhưng sáu thì một mực từ chối nên bọn họ đã bắt cậu lại rồi đút cho sáu một muỗng to đùng tối đó alice cũng không thể chịu nổ tình cảnh này nên cô đã đề nghị sáu làm mấy trò con bò với sờ nâu để kiếm điểm tả ác. sáu nghe thấy rất có lý nên định thực hiện ngay và luôn nhưng sờ nâu phản kháng kịch liệt quá nên cậu chuyển sang cô nàng g đang nằm bất tỉnh thế nhưng số điểm cộng vào thì trả được bao nhiêu mấy ngày tiếp theo bọn họ liên tục di chuyển nhưng vẫn chưa thấy làng mạc hay thị trấn nào và việc làm mấy trò con bò với g cũng chẳng có tác dụng vì hành động đối với người bất tỉnh thì không được cộng điểm sau nhiều ngày nhịn đói nhịn khát sờ nâu không chịu nổi nữa nên cô đã đề nghị sáu nhìn hàng của mình để tăng điểm tả ác nhưng do hành động của cô là tự nguyện nên điểm số cũng không thể tăng lên được sáu nhận thấy rằng bọn họ cần phải vượt quá giới hạn thì mới có thể thể tăng được điểm số nên sáu đã đề nghị sờ nâu cùng mình làm một nháy để kiếm thêm điểm nhưng sáu không dám nhảy vào vì sờ nâu sẽ cắt dụng chuối của cậu ngay sau đó sờ nâu đã bị ngất đi vì kiệt sức nhân cơ hội này alice bảo sáu hãy tranh thủ kiếm điểm tà ác trên người sờ nâu nhưng chưa kịp làm thì dâu đã không chịu nổi mà muốn làm sáu một phát. Sáu tưởng đây là cơ hội được sơi bé nó nên cậu đã xách Alice mà quăng ra ngoài để cậu hành sự. Nhưng ý của dâu là muốn ngoạm sáu cái vì cô bé quá đói. Dâu liên tục lao đến khiến sáu phát kinh luôn. Thế là cả hai đã phải đấm nhau suốt cả một buổi tối để giành giật lấy sự sống cho mình. Tuy nhiên nhờ đấm nhau với trẻ con nên sáu đã kiếm về cho mình được một đống điểm. Và sáu đã tậu được một con xe khác để chở mọi người quay trở lại vương quốc. Mặc dù đã an toàn trở về nhưng bọn họ lại thất bại trong nhiệm vụ đi tìm quả nước về cho vương quốc. Và công chúa Tizit cho bọn họ biết rằng bọn ma tộc đang lên kế hoạch để chiếm lấy một món vũ khí cổ đại có trong một di tích cổ xưa, nên cô ấy muốn họ phải ngay lập tức lên đường tới khu di tích đó để cản bọn chúng. Nhưng Alice thì muốn cướp luôn cái món vũ khí cổ đại đó. Bên phía tổ chức thì bọn họ đang tổ chức tiệc và tận hưởng một cuộc sống vô cùng thư thả. Chỉ tội cho bên nhà ta cứ bán mạng cho cái tổ chức này mà chẳng được gì. Theo lời của Alice thì Vương quốc Gris sẽ cùng với đội quân ma tộc tiến đánh Vương quốc dây. nên cô ấy đã giao cho anh người hổ nhiệm vụ trận đánh cánh quân của bọn ma tộc. Và trong khi đó thì các hiệp sĩ đoàn của Vương quốc sẽ giao chiến với quân đội của Vương quốc Gris. Còn các thành viên trong nhóm của sáu thì sẽ tiến đến Vương quốc Gris một lần nữa để chiếm lấy món vũ khí cổ đại. Sau khi bàn bạc xong chiến lược thì nhóm của sáu đã lên đường tới chỗ món vũ khí cổ đại. Nhưng trên đường thì Sơ Nâu liên tục khóc lóc vì nhiệm vụ lần trước thất bại, nên giờ đây nợ lại chồng nợ thấy vậy Alice sẽ cho Sơ Nâu thêm phụ cấp, Alice cho rằng con mắm này càng ngày càng tham tiền. Nếu cứ thế này chẳng mấy chốc mà tán ra bại sản mà thôi. Vì sờ nâu liên tục vung tiền không ngừng mà. Cuối cùng nhóm của Sáu cũng đã tới chỗ di tích mà bọn ma tộc đang chiếm giữ. Và bọn họ phát hiện ra Hayni cùng với giác đã ở nơi này trước. Sờ nâu rất đắc ý vì cô tin chắc bọn ma tộc sẽ rất bất ngờ khi bọn họ xuất hiện. Nên cô đề xuất một kế hoạch đầy gian xảo. Đó chính là lợi dụng đám ma tộc kia khi khinh xuất và xử gọn bọn chúng trong đêm nay luôn. Chắc là bị mên đầu độc tâm trí rồi chứ lúc trước cô không hề chơi dơ như thế. Nhưng Sáu không đồng ý vì tổ chức tà ác của Sáu làm việc văn minh hơn nhiều, nên tối nay mọi người cứ việc nghỉ ngơi. Vì hôm sau chỉ cần theo sát bọn ma tộc vào bên trong để bọn chúng xử lý hết bẫy ngầm trong di tích. Và cuối cùng nhóm bọn họ chỉ việc hớt tay trên là xong. Ngày hôm sau Sáu cùng với các cô gái đã bám theo đuôi của nhóm Hay Ni vào bên trong di tích. Và bọn họ nhận thấy rằng khu di tích cổ này vốn là một nền văn minh công nghệ cao đã bị hủy diệt. Nên giờ nâu muốn nhặt một vài cái robot để mang về bán ve chai kiếm tiền trả nợ. Theo như kế hoạch của sáu thì nhóm bọn họ sẽ chờ cho Hayni cùng với dây phá giải hết mấy cái bẫy trong di tích này. Không những vậy sáu còn kêu gờ diêm nguyền rủa Hayni và Giác cho bọn họ không thể sử dụng được ma thuật để khiến cả hai hao phí sức lực. Các cô gái lại cảm thấy việc làm của sáu quá độc ác nên sáu đành phải dùng tiền để thuyết phục bọn họ làm theo kế hoạch của mình. Nghe thấy tiền thì cả đám liền quay xe quyết chơi tới bến luôn. Đúng như mong đợi Hayni và Jasso đã thành công tìm tới được chỗ cất giấu vũ khí cổ đại nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì sáu đột nhiên xuất hiện đá vỡ hai hòn bi của Sô. và các cô gái cũng đã nhanh chóng bao vây lấy Hayni. Hayni cũng nhận ra trò dơ bẩn của sáu lén đi đằng sau rồi đợi tới phút cuối ra tay cướp đoạt. Sáu đang định dở trò bẩn bựa với Hayni thì Alice cho biết Jasso đã ngủ con bà nó rồi. Hóa ra cú đá lúc nãy của sáu đã khiến cho Jasso tắt thở nên Alice đã đưa cho sáu một loại thuốc để cứu sống cậu nhóc. Nhưng ngay khi vừa tỉnh lại thì sáu đã ép Jasso phải giúp mình giải phóng thứ vũ khí cổ đại kia tuy nhiên sáu không ngờ là giác sổ lại lợi dụng điều đó để chiếm lấy quyền kiểm soát vũ khí cổ đại và hay ni cũng đã nhanh chóng dịch chuyển ra khỏi nơi này nhưng sáu đã nhanh tay tóm được chiếc áo lót của hay ni khiến cho cô lộ hết hàng họ ra trước mặt đám ma tộc sau đó mọi người đã cố gắng chạy thoát khỏi khu di tích cổ này nhưng giác đã điều khiển món vũ khí cổ đại để chặn bọn họ lại ngay trước cổng giác sổ thề là sẽ dẫm bẹp nhóm của sáu để trả thù vụ đá hai hòn bi hồi nãy của mình trong lúc nguy hiểm đang cận kề thì gờ và alice vẫn cãi nhau về vụ tính ngưỡng còn sơ nâu thì liên tục chạy xung quanh để nhặt ve chai về bán kiếm tiền trả nợ. Alice cho biết hiện tại Sáu có thể vay mượn điểm tà ác rồi trả lại sau cũng được. Vì trước đây cô không tin tưởng Sáu cho lắm nên mới yêu cầu tổ chức không cho Sáu mượn điểm, trừ trường hợp khẩn cấp. Và hiện tại chỉ cần Sáu câu thêm thời gian để cô tranh thủ liên lạc với tổ chức vay mượn thêm vũ khí tiêu diệt con robot kia. Ngay sau đó Sáu đã lao thẳng ra bên ngoài để chiến đấu với con robot mà thằng rát sổ điều khiển. Sáu đã dùng toàn bộ điểm của mình để triệu hồi ra một đống vũ khí hạng nặng, cậu quyết sẽ chơi tới bến với giáp sổ nhưng đối mặt với lớp giáp rắn chắc của con robot này thì đống vũ khí của sáu cũng không có tác dụng gì cho nên sáu đã lôi ra con kiếm lai máy cưa của mình để chơi với con robot của giáp sổ và sáu đã chém rách một bên chân của con robot chỉ với một đòn duy nhất tuy nhiên con robot đã bị mất thăng bằng rồi ngã đè lên sáu thế nên giáp sổ đã bắt được sáu một cách dễ dàng và đang định kết liếu sáu thì ngay lúc đó một con robot hình nhện siêu to khổng lồ đột nhiên xuất hiện được mệnh danh là kẻ hủy diệt con robot nhện này chính là món vũ khí mà Alice đã mượn được từ tổ chức và nó đã dễ dàng đánh bại được con robot do sổ điều khiển. Sau khi tỉnh lại thì Sáu rất hốt hoảng khi thấy Alice đang vệ sinh cho mình vì cậu đã ngủ tận 3 ngày liền. Dù cậu có giả nằm một chỗ đi chăng nữa thì cô cũng sẽ ở cạnh chăm sóc vì cả hai là chiến hữu. Sau đó Sáu cùng với Alice đã đến chỗ giam sổ và yêu cầu hắn phải giúp bọn họ tạo ra nước. Vì cậu biết rằng hắn sử dụng phép thuật hệ thủy nhưng hắn lại từ chối nên Sáu đành phải để ông bạn người hổ của mình ra tay thế là với bản chất của một kẻ cuồng lô ly con thì anh chàng hổ đã thành công thuyết phục được hắn cuộc sống bất ổn cùng với mấy con mắm đã trở lại với sáu và sáu lại tiếp tục nhiệm vụ và tận hưởng cuộc sống ở thế giới này với dàn ha gem đầy rắc rối này bộ phim đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi đừng quên cho mình xin một like đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại